Đây là mặt hoa của giảo siêu bông Sài Gòn nha cô chú ha. Và đặc biệt hơn nữa là cái hàng này được ghép gốc tứ quý nha cô chú nha. Rồi cho cô chú xem nha. Rồi cái tàn rất là ok cho mình Tứ luôn quý nha. đến hôm cái này cái chậu hơi nghiêng thôi chú anh chị, Đây đế nhìn nôm cái luôn đẹp. cô chú nha. Tứ quý Cái đế hàng này nôm. ghép được 3 mùa nha chú anh chị, nó chậu có mập hết trơn không chú anh chị ơi. Rồi đây là cái phía bên dưới nè cô chú ha. Rồi mình đo giùm em cái thông số nha chị Ngân ơi. Vậy rồi. Bự chảng luôn. Đó đây là được 28 nha chú anh chị. Rồi. Cái nồi hết biết không? Xin mến chào với cô chú và anh chị mình đã quay trở lại kênh nha. Dạ cô chú ơi, hôm nay thì em đến vườn của chị Ngân nha, giao lưu với cô chú anh chị mình một số cái mặt hàng mai chơi Tết nha cô chú ha. Rồi đặc biệt bên vườn của mình có những cái mặt hàng mai chơi Tết rất là đẹp nha cô chú nha. Cúc thọ hương gốc tứ quý nè cô chú nha, đại lộc hình thú nha, và rất nhiều cái mặt hàng khác nữa ha cô chú anh chị. Dạ mình có nhu cầu thì mình hãy liên hệ bên vườn giùm em nha cô chú nha. Rồi mình sẽ tham quan sơ sơ một cái dàn mai là gọi là mai khủng chơi Tết ha cô chú, đây ha, đúc đủ quá chừng cho mình luôn nha. Rồi đây là cúc thọ hương ha cô chú ha. Thì em thấy bên vườn của mình nó đang tập trung vào cái việc sửa dây nè cô chú ha, đặng cho lên những cái tác phẩm đẹp cho cô chú anh chị mình chơi Tết ha. Thì cái mặt hoa bên vườn là bao chuẩn giống cho cô chú anh chị mình nha. Rồi hiện tại là có rất nhiều nha cô chú ha. Đây nè, thợ đang sửa nè cô chú ha. Rồi bây giờ em sẽ vào giao lưu với chị Ngân nha cô chú, lên một số cái mã số cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Chào chị Ngân nha. Rồi em xin chào chị Hân. Vậy rồi em xin chào tất cả quý cô chú anh chị khách vàng trên cả nước nha. Hôm nay em quay trở lại clip, em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em clip ngày hôm qua ha. Hy vọng cô chú anh chị sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ vườn em nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Hôm Rồi. nay chị Ngân giao lưu gì nè? Hôm nay em giao lưu là 13 mã số là đại lộc không nha cô chú anh chị. Đại Nói lộc chung là không đại nha. lộc hàng này em bao một bông là 90% nha cô chú anh chị. Đó. Ồ cái chùm bông này cô chú. Nó nở Khủng chưa luôn. kịp cô chú anh chị mà tại gấp quay quá. Ủa cái này mà ngày mưa rồi nó nở là đẹp Dạ luôn đúng rồi. xỉu luôn á. Đã luôn. Hàng chùm chùm nha chú anh chị. Hết cô Đó, chú nè. đại lộc hoa không chùm nha chú anh chị. Bao bông 90% hả Dạ chị? đúng rồi. Nhưng mà cái này là năm cánh là em chưa có thấy thiệt, nhưng mà lên gì là cô chú anh chị chuẩn cỡ nào ha. Ừ. Tết một chân chân một cây đại lộc thôi là lọc lá vô nhà hết cô chú anh chị. Rồi nha, Cái bây hàng gấp được giờ 4 mùa nha chú anh chị. Hàng mã buôn sai ha, mã gấp số được 1 4. ha. 1B. 1B Trời rồi ơi, cô gấp chú anh đôi chị. rồi chứ. Đây hai nút nụ nè cô chú. Đây. Và cái Quá này đại trời. lộc nha. Rồi, cái này ghép 4 mùa giùm em cô chú nha. Cái này để đẹp nha cô chú anh chị. Để em quay vòng đế của chú anh chị tham khảo ha. Đó. Cô Đó. chú ơi, cái này là đế thú luôn nha cô chú Mình ha. về mình vô cái chỗ đẹp không chú anh chị là mình chơi Tết là ngon lành luôn nha chú anh chị. Rồi, cái hoành thân ở đây là được 28 nha chú anh chị. Rồi. Cái chiều bay của con thú là được 32. Rồi. Dạ rồi, chiều cao là được 72. Rồi, tán ngang là được 64. Cái này cái mã số 1B này em vô luôn với giá là 3.600.000 nha chú anh chị. 3,6 triệu cho con thú này nha cô chú. Dạ cây này cũng Nói rất chung là là tự miễn nhiên cô nha. chú anh chị ở khu vực miền Tây với là em giao xe trong ngày mình nhận được ha. Còn cô chú Rồi. anh chị mà ở khu vực miền Bắc là em nếu như mà đóng thùng được thì đóng thùng, còn không được thì em đóng chuyện gỗ nha chú anh chị. Rồi ha cô chú ơi. Rồi mình tham khảo giùm em cái mã này nha. 3,6 triệu hả chị? 3,6 triệu. 3,6 triệu cái mã này cô chú, mã số 1B nha. Số tiếp theo Hai là B mã nha cô chú số anh chị. 2B. Đó, hai B em cho cô chú anh chị Cái mình tàn tham quá khảo trời nữa luôn ha. ha. Đây nè, chú anh chị xem ha. Trời ơi, một cái búp của nó lên 6 cái bông mà 2 cái nở rồi, 4 cái chưa nở nha cô chú anh chị. Ủa cái cây Bông này rất là mà chuẩn nha cô chú anh chị. quá trời nội luôn cô chú. Cái này là Đại nó lộc mà nếu như mập. mà nó nở một cái không có giống mai nào qua hả cô chú anh chị. Nó, Đây. cái độ đẹp của nó rất là đẹp nha chị. Cây này ghép được 4 mùa nha chú anh chị. Vô Đừng địch có nó mập. thiên hạ hả chị Ngân? Vô địch thiên hạ hả? Đại lộc á, Đúng nở rồi. là vô địch thiên hạ phải không? Dạ đúng rồi. À, cái hoành là được 27 nha chú anh chị. Cái này có chân rồi có đứng có cái đuôi mà đuôi hơi mập nha chú anh chị, đuôi bị lỗi nha. Cái này tàn đẹp nha chú anh chị. Đây. Cái này bung bông là đẹp lắm Rồi. nha cô chú. Để em ra chiều cao. Rồi, ra đi. Rồi, chiều cao là được 85. Ủa lộn, tán ngang 85 nha chú anh chị. Tán 85 nè. Chiều cao là được 77. Rồi. Rồi, mã số máy B rồi. Hai Này B là này em vô lưu 2B. ý giá là 3 triệu 9 nha chú anh chị. 3 triệu 9 cái mã này của chú nha, Khu mình vực tham miền Tây khảo thì giúp em em giao nha. xe trong ngày nhận được, khu vực miền Bắc hay miền Trung thì em này chắc em đóng chuyện gỗ quá cô chú anh chị ạ. Rồi, miền Tây giao xe trong ngày nhận cô chú nha. Có 3B cô chú nha. Đại lộc luôn cô chú ha. Trời. 3B nha chú anh chị. Trời, nói chung là cái hàng này là mấy năm trước nghe đồn đồn đại lộc đốc của chú anh chị, năm nay là năm rồi với năm nay là không ai ghép tên của chú anh chị nên hàng đọc rất là ít nha chú anh chị. Rồi, vườn bao bông hả cô chú ha? Đúng rồi. 90%. Cái hoành này được 36. Rồi. Ủa đâu có lỗ không? Ăn gian gì vậy trời? Không thấy cũng bự mà không biết tới 36 không.
Không, cái hoành cổ của nó là được 32, còn cái hoành dưới này được 36. Rồi, ok nè. Không có đâu, hoành cũ này đang nằm trong chỗ 5 nha chú anh chị. Rồi. Cao như nào? Chiều cao là 82. Sáng ngang là 72 luôn. Này đẹp không chú anh chị, về mình sang cái chỗ đẹp nữa một cái là ngon lành nha chú anh chị. Thôi góc bự của chú ha. Đó. Rồi. Cái này góc vừa xíu Bến Tre nha chú anh chị. Cái này em cũng giao lưu giá là 3.800.000 của chú anh chị ơi. 3.800.000 cho cái mã này nha cô chú anh chị. Tham khảo giùm em nha. Rồi cái mã số tiếp theo ha là cái mã số 4B. Cái này nè mà. Đây cô chú. Mã kinh chú cái này. Nè cô chú mình tham khảo giùm em nha, mã 4B ha. Cái chọc ghép của chú nha, nó rất là mập nha. Hàng này ghép vào mùa lâu năm ha cô chú ha. Rồi, cây như thế này đây. Mã số 4B luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Nói chung là cây này dáng thú bò nha cô chú anh chị. Rồi, đâu giùm em cái thông số. Hàng đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Này đo hơn gian xíu đi tại cái này nó hơi mập. Được 32 nha chú anh chị. Rồi. Mình thân là 32. Rồi, chiều cao được 86. Rồi. Tán ngang là được 88. Cái này đẹp không chú anh chị? Tài cái này em vô luôn giá 4 triệu nha chú anh chị. 4 triệu cái mã này của chú nha. Cái này nó hơi bự, cái này bự những cái khác nha. Rồi, cái lụ là của chú ha, mình tham khảo giùm em nha. Lên đặt lừ luôn của chú nha. Rất là đẹp luôn. Rồi, ai thích đại lộc cả nhà ơi, mình chốt đại lộc nha. Rồi mã số 5B. Này mã số 4B ha. Rồi, tiếp theo là mã 5B ha. 5B cái này đẹp nha chú anh chị. Cái cưng quá ta. Là đắt lượng luôn chú anh chị ơi. Ồ, cái con thú này cô chú ha. Ừ, đây có một bông nè chị ngon. Cái đít nó bự chảng luôn nè. Cô chú anh chị thấy không? Đó, trời ơi bắp nó bự muốn bằng ngón tay út luôn hơn luôn nè. Này, ở trên nó bự quá này. Ở dưới này nè cô chú. Ờ đây nè. Rồi, chuẩn bị bung lụa một vài em nha. Cái này là bao bông à. Tép mặt hoa nè. Tết này là nở bông cực kỳ đẹp nha chú anh chị. Con số 5B nha chú. Cưng vậy trời. Cái này đẹp lắm, dìm vô có dễ anh chị. Đẹp. Không mất. Hoành là 30 đúng của chú anh chị ơi. Rồi. Cái chiều dài của anh thú là được 28. Tán ngang là 75. Rồi. Chiều cao được 62. Cái này em vô lưu với giá là 3.700.000 nha cô chú anh chị. Rồi, 3 triệu 7 cho cái con thú này nha cô chú ơi. Quá đã luôn, con thú có chân rõ ràng cho mình luôn ha. Chuẩn bị bung bông luôn nha. Cho mình tép mặt hoa ha cô chú. Hàng clip này em lên 12 cây đại lộc, một cây xôm Sài Gòn nha chú anh chị. Cái này mã 6B của chú nha. 6B cây này sắc lớn thôi chú chị. Nói chung là cái lô này toàn là sắc lớn à. Thân bự. Thân bự nè. 30 là cái hoành thân. Rồi. Rồi, chiều cao là được 84. Tán ngang. Tán ngang là được 64. Cây này có duyên không chú anh chị? Đây. 6B này em vô lưu ý giá là 3.600.000 của chú anh chị ơi. Nút nụ là nhiều nha cô chú ha. Nút nụ này em bao mặt bông của chú anh chị. Nè cô chú ơi, nói chung là cái chọc ghép của nó rất là to nha. Nè ở trong đây nè cô chú ha, em để cái tay em cầm vô nè. Nó bự lắm nha cả nhà. Đây ha. Rồi mình tham khảo giùm em nha. Rồi mã số tiếp theo hả chị Cân ha? Dạ đúng rồi. Mã số mấy hả chị? 7B nha cô chú anh chị. 7B cô chú. Nói chung là cái lời lọc này em có trên dưới là được 50 cây ha. Rồi. Cô chú anh chị muốn mua sỉ gì bán tất cũng liên hệ với số điện thoại nha chú anh chị. Có giá ưu đãi cho cô chú anh chị mình ha. Yêu thương luôn, rất yêu thương còn luôn. Còn chú anh chị nào mà ở gần muốn lại mua thì em bớt tiền ship tiền thùng không chú anh chị. Đây. 33 nha chú anh chị. Cây này đẹp không chú anh chị? Mập lù luôn nha. Mập lù luôn. Rồi, chiều cao là 79. Tán ngang là được 72. Rồi. Cái mã số 7B nha chú anh chị. 7B này em được giá là 3.600.000 chú anh chị ơi. 3.600.000 á cô chú. Rồi ha, tiếp theo nè, 8B, đại lộc luôn nha cô chú, cái lô này đại lộc không à, nè, ôi cái nụ nè, bao phê luôn nha, trời ơi, cái cưng vậy. Nói chung là tại vì cũng thiệt tình, hang vườn em còn số lượng nhiều cây lắm cô chú anh chị ơi, em lên cái lô đại lộc này là em bán giá rất là ưu đãi không chú anh chị, mong được sự ủng hộ của chú anh chị gần xa ha. Rồi nè, cái đuôi nè. Ồ, cái đuôi cũng bị lỗi à. Có cái đuôi luôn nè, ghê chưa. Này đo cái mình không được ở cổ. Đo cái cổ đi, chứ cái mình nó nằm dài quá à. Cổ là được 25 nha chú anh chị. Cái đuôi này mà ghép chắc đẹp lắm trời. Ghép được. Tán ngang là 79. Chiều cao là được 62. Đẹp không chú anh chị? Đó. Cái tàn dán bài bài luôn không chú anh chị? Rồi, cái này giống như đẹp. Sữa kiểu gió lùa đẹp ha. Bài bài sữa đẹp. Rồi cái này nhiêu nè? Cái này vô lưu ý giá là 3.900.000 nha chú anh chị. 3.900.000 cái mã này cô chú nha. Mình tham khảo giúp em nha cô chú ha. Tàn rất là ok nè. Rộng ha. Và nút ngủ nhiều.
9B cây này tại vì vòng quay nó hơi bị Nghiêng. nghiêng nghiêng chứ không Rồi. phải cây nó nghiêng chứ chị, nãy vừa quay số vòng quay nó. Thú nằm luôn cô Nói chú chung nha. là cái hàng này ghép 4 mùa, Tết nay là 5 mùa nha chú chị. Rồi. Đó. Nhìn quá Đây đẹp vào luôn. mùa cho mình ha. Để quen dòng đế. Đó, dòng đế này cô chú Cái nha. cốt chính của nó mập lắm nha chú chị. Cuộn cuộn luôn ha. Đây cô chú. Trời ơi, Cốt nãy giờ có chính quay bên vàng lúc trong nậu nè. không chị ơi? Có chứ. Nè, chị ăn người ta Đó. nè. Nậu ú ầy luôn chị ơi. Nè, trên này nè. Trời ơi. Đó cô chú ha, nó ú ì luôn nè. Ú nào nặng luôn nha. Chắc nậu hả cô chú? Rồi, cái hoành thân ở đây là được 25 đúng nha chú chị. Rồi. Chiều dài con thú là được 35. Chiều cao là được 87. Dạ, tán ngang là được 76. Cái 9B này em vô lưu ý giá là 3 triệu 9 nha chú anh chị. Dạ, 3 triệu 9 cái mã 9B nha cô chú nha. Rồi, tiếp theo mã số 10B. 10B. Đại Nay em Lộc lên là chơi cốc. 12 mã, số mã nào cũng đẹp nha cô chú anh chị, Rồi, đón thú xem luôn. hết clip giùm em hết chú anh chị. Rồi, cô chú mình xem hết clip nè để chọn Cái được này những dán cái bay cây bay nha chú anh chị, ok giờ cho mình mình làm chơi dán cốc. bay được nha chú anh chị. Đây, bye bye nè. Rồi, đó đi. Cái hoành thân của nó là được 25 đúng. Rồi. Chiều dài của con thú là được 36. Cái này cũng hình thú nha chú anh chị. Đó, nói chung là cái lô này cô chú anh chị vô dĩa, về vô cái dĩa rất là đẹp nha chú anh chị. Chiều cao là được 68. Rồi. Tán ngang là được 75. Chiều bay là được 1 mét đúng. Rồi, giao lưu sao nào? Cái này em vô lưu ý giá là 3 triệu 800 ngàn của chú anh chị ạ. 3 triệu 8 như cái mã này nha cô chú anh Đại chị Lộc, ha. Đại Lộc nha cô chú anh chị. Rồi, Đại Lộc luôn. Về là những cái tên thôi là thấy Tết nay là Đại Lộc lớn không chú anh chị. Rồi, con này gì đây Như mập rồi, lù luôn. như chị. À, Nó như nhiều anh. 8 mà 8B thì phải không ta? Như anh Vũ. 11B. 11. Trời ơi, Rồi. 1B như là một con thú nha chú anh chị. 3 triệu 8 mà Trời nãy ú giờ tôi quỳ mới nè. nói. Trời. Cái này nó bị nứt da không sao chú anh chị. Bình thường. Đây nè, không bị lỗi gì nha cô chú anh chị, mập quá bị nứt da phải không? mập quá bị nứt da kéo phì. Phì mập quá bị nứt da luôn. Đây Rồi mạnh nhiệt. đây là được 33 nha cô chú anh chị Trời ơi. ơi, cái quành tới 33 luôn, Bự bự à, coi dưới này còn bự dữ nè chị ơi. vậy. Đâu Coi dưới này là 40, 41, 42 nha cô chú anh thấy chị. ghê luôn, Ồ rồi cái này hèn chi mập quá trời lên nứt da ăn nè. no béo phì. Rồi ha. Chiều cao là được 79, tán ngang là được 76. Rồi. Cái này vô lưu ý giá là 3 triệu 9 thôi chú anh chị ơi. Dạ, Hôm 3 nay triệu là nói 9. chung là lô đề lộc này em bán hàng là em bao giá nha chú anh chị. Rồi, cô chú ý cưng quá trời luôn nha. Hốt cái em ú ì này về nha. Đây. 11B luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, mã số 11B đây. Cái cây siêu ông Sài Gòn lên đây. Rồi. Mã này là mã 12B hả cô chú anh chị? 12B. 12B 12 hay chị, 11? 12, Trời 12. ơi, 12 với 11. Nãy Ngồi bị ơi. gói lộn đội hình. Sáng ngày bị gối lộn quá. Trường sáng. Cái Rồi này cô chưa chú ăn ơi, thiệt. đây cái đuôi nha, cái này có cái Cái này đuôi rất quấy là quá nghiêng nhau đó, chứ anh cho coi cái đuôi cái đi nè cô chú ha. Nãy giờ không có cây nào có đuôi nha, không có khoe đuôi được nè. Cây này có đuôi nha, có mấy cây có đuôi mà chị quên á. nãy giờ có đuôi nè. 27 là hoành thân. Rồi, Chiều bò bò của con thú là được 30. rồi Rồi, chiều cao là được 84 mà lấy 80 nhau chứ anh chị. Trời ơi, Cái cái đó nước nụ nè cô chú, tán ngang là được 70. quá trời quá đất luôn Cái nè. mã số 12B nha chú chị. Rồi, 12B đang vô lưu giá là 3 triệu 600 ngàn của chú anh chị. 3 triệu 6 cái mã này nha cô chú ha, mình tham khảo giúp em nha. Rồi cây này có duyên lắm nha cô chú ha. Rồi chú ơi, tiếp theo nha, mã số 13B là cái mã số cuối clip ngày hôm nay nha cô chú ha. Rồi cô chú có biết cây này là cây gì không nè? Đây là mặt hoa của giảo siêu bông Sài Gòn nha cô chú ha. Và đặc biệt hơn nữa là cái hàng này được ghép gốc tứ quý nha cô chú nha. Rồi cho cô chú xem nha. Rồi cái tàn rất là ok cho mình Tứ luôn quý nha. đến nơm, cái này cái chậu hơi nghiêng thôi chú anh chị. Đây, đế Nhìn nôm chỉnh luôn đẹp. cô chú nha. Tứ quý Cái đế hàng này nôm. ghép được 3 mùa nha chú anh chị. Nó chậu có mập trơn luôn chú anh chị ơi. Rồi, đây là cái phía bên dưới nè cô chú ha. Rồi mình đo giùm em cái thông số nha chị Ngân ơi. Vậy rồi. Bự chảng luôn. Đó, đây là được 28 nha chú anh chị. Rồi. Cái nồi hết biết không? Tổng đế là được 92. Quá tí ha. Rồi. Tàn Chiều trơn nha. cao là được 1,04 m. Rồi, sang dòng đi. Tán ngang là được 88. Rồi, đây cô chú tham khảo nha. Nó cái bông bự chảng luôn, chuẩn giống cho mình ha cô chú. Dạ, cái hàng này cô chú anh chị mình chơi Tết nha cô chú ơi. Nó đang lên nụ cho mình ha. Rồi, cái này là bao chơi Tết nha cô chú nha. Rồi, cái Nụ này giờ quá em lên chừng vô luôn. lô, còn một cây ở vườn lên vô lô 5 triệu 200 ngàn thôi cô chú anh chị ơi. Rồi, 5 triệu 2 cho cái mã này nha cô chú ơi. Hốt em nó về chơi Tết bao đẹp nha. 5 triệu 2 cây này bao rẻ đâu nha cô chú anh chị. Đó, gốc tứ quý luôn nha cô chú ha. Và đặc biệt cái hoành rất là to nha cô chú ha. Rồi, cả nhà mình chưa có cái giống này về chơi Tết mình tham khảo giùm em nha. Nè, cái mặt hoa là cô chú ha, bao đẹp cho mình nha. Rồi mã số cuối clip ngày hôm nay ha cô chú. Chị Ngân giao lưu Rồi với cô chú anh chị là 5 triệu 2 ha. dạ đúng rồi Rồi. dạ rồi mã số 13 cũng là mã số cuối clip của em ha.
Em xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã ủng hộ em những cái clip trước hàng, vậy hy vọng cô chú anh chị sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ vườn em nha cô chú anh chị. Rồi cuối clip em chúc cô chú anh chị mình có một ngày mới thật là vui vẻ cô chú chị. Hôm nay lên clip buổi chiều không chúc được, nên clip buổi sáng chúc cô chú anh chị ngày mới vui vẻ nha chú anh chị. Rồi chọn được cây ưng ý gì mình tự tay mình chăm mình chơi tới 2024 chú anh chị. Rồi xin chào cô chú anh chị. Rồi cảm ơn chị Ngân ha, và em cũng chào cô chú anh chị mình luôn ha, và chúc cô chú anh chị mình có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc ạ.